Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: "Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: câu trả lời của Chúa Giêsu cho Marta đáng cho chúng ta suy gẫm thêm. Các nhà chú giải đề ra hai điểm. Trước hết, Chúa Giêsu không có ý định giảm giá trị của công việc tiếp rước Chúa mà Marta đang làm, nhưng Ngài cảnh tỉnh Marta về nguy hiểm mà Marta đang lao vào. Đó là thái độ ganh tị, thái độ muốn tách rời Maria ra khỏi Chúa Giêsu. Kế đến, Chúa Giêsu làm nổi bật một điểm tốt mà Maria đã biết rút ra từ hoàn cảnh, đó là đến ngồi bên Chúa lắng nghe và nói. Việc lắng nghe Chúa có ưu tiên hơn, vì con người không sống nguyên bởi bánh mà thôi, nhưng còn do bởi lời Thiên Chúa phán ra. Vì thế hãy tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác sẽ được ban cho dư đầy. Chúa Giêsu không đề ra một lựa chọn giữa một trong hai điều: hoặc làm việc, thái độ của Marta, hoặc chiêm niệm, thái độ của Maria, để rồi chỉ chấp nhận một thái độ duy nhất của Maria mà thôi. Không có sự đối nghịch giữa hoạt động và chiêm niệm trong đời sống người Kitô hữu, bởi vì cả hai đều phát xuất từ một nguồn mạch là lời Chúa và cùng hướng đến một mục tiêu là phục vụ nước Chúa. Việc lắng nghe lời Chúa được hướng đến hành động, và hành động cần được nuôi dưỡng bởi lời Chúa. Đây là hai khía cạnh của mối phúc thật: lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Mối phúc thật này đã được Chúa Giêsu tuyên bố khi Ngài trả lời với người nữ từ trong dân chúng cất tiếng chúc tụng mẹ, cũng như trả lời cho những kẻ báo tin cho Chúa biết là có mẹ và anh em Chúa đang chờ. Thì lúc đó Chúa Giêsu trả lời rằng: "Nhưng phúc thật cho những ai lắng nghe lời Chúa và tuân giữ lời ấy. Những kẻ đó mới là mẹ ta và anh em ta." Hai chị em Marta và Maria nhắc nhở cho cộng đoàn Kitô hữu cũng như cho mọi Kitô hữu thuộc mọi thời đại về hai thái độ luôn bổ túc cho nhau để tiếp nhận nước Chúa được hiện diện nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Không phải chỉ cầu nguyện, chiêm niệm không mà thôi, cũng không phải chỉ có hoạt động vì hoạt động, nhưng chiêm niệm và hoạt động phải là hai chiều kích hòa hợp với nhau của cùng một trách vụ. Đây là hai yếu tố không thể nào thiếu vắng của việc theo Chúa. Trong những hoàn cảnh cụ thể và tùy theo mỗi hoàn cảnh cụ thể mà người đồ đệ của Chúa thực hiện việc hòa hợp cụ thể này giữa cầu nguyện và hoạt động. Thật là sai lầm to lớn nếu ta muốn canh tân xã hội mà không cần cầu nguyện, nghĩa là không cần lắng nghe lời Chúa, không đối thoại với Ngài, để hoạt động của chúng ta có thể trổ sinh hoa kết quả. Người đồ đệ của Chúa cần dành thời gian im lặng để lắng nghe lời Chúa và đối thoại với Ngài. Trong ý nghĩa này, chiêm niệm là phần tốt hơn mà Maria đã chọn, nhưng không phải là phần tách rời ra khỏi việc làm. Không ăn thua gì đến việc làm. Đức tin chúng ta phải là đức tin có sức tác động qua đức bác ái.
đàn khác cầu nguyện không làm cho người đồ đệ xa lạ với cuộc sống và những vấn đề của con người, nhưng ngược lại, cầu nguyện làm cho người đó được thêm sức mạnh để hoạt động biến đổi xã hội, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh và con người được hạnh phúc. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu và thành công hòa hợp được hai yếu tố không thể tách rời của đời sống Kitô hữu đích thực này là làm việc và cầu nguyện. Ước chi mọi việc con làm đều phát xuất từ cầu nguyện, từ việc lắng nghe lời Chúa và được nâng đỡ bởi sức mạnh của Chúa, sức mạnh được trao ban trong những giây phút con trở về lắng nghe lời Chúa nói. Amen.